Kính thưa quý vị, tin từ Nhật Bản, robot Kutaras nặng 4 tấn, cao 4 mét, sáng tạo của Kogoro Kurata rất giống với việc tạo ra một robot khổng lồ trong đời thực, điều mà trước đến giờ chúng ta mới chỉ thấy được trong phim. Kurata cho biết thêm, cảm hứng ban đầu chỉ đơn giản là muốn biến những con robot trong phim ảnh, đồ chơi thời thơ ấu của anh vào cuộc sống thực. Kurata nói robot khổng lồ đã thực sự là giấc mơ của anh. Anh nghĩ đó là một đặc tính văn hóa Nhật Bản, một người Nhật phải làm robot. Robot được điều khiển từ bên trong bằng cách sử dụng một bộ điều khiển cầm tay cho phép người lái có thể cử động cánh tay, nâng lên, hạ xuống và lái đi với tốc độ lên đến 10 km/h, mặc dù vẫn còn vài trục trặc kỹ thuật khi được quay phim hôm thứ Tư. Trong khi robot Kuratas hiện tại chỉ là một mẫu thử nghiệm, nhưng Kurata đã nhận được đơn đặt hàng thông qua trang web của anh. Robot này có thể cho phép tùy chọn mọi thứ từ màu sơn đến vũ khí giả. Kurata hy vọng robot này sẽ được những người khác dùng để thực hiện ước mơ của họ. Robot cũng có hệ điều hành riêng cho phép nó cũng có thể điều khiển từ xa bằng một chiếc iPhone. Tuy nhiên, ai muốn sở hữu robot này hãy chịu khó kiểm tra lại ví tiền của mình vì phiên bản chuẩn có giá khoảng là 110 triệu yen, tức là khoảng 1,3 triệu Mỹ Kim. Đây là một giá sốc. Trong khi đó thì Kurata cho biết anh đã nhận được hàng ngàn đề nghị hỏi mua robot và anh cũng nhận được một số lượng lớn hủy bỏ đơn hàng. Anh cũng từ chối cho biết một con số chính xác những người đã thực sự đặt cọc mua robot khổng lồ này.